Chết, dậy trễ vậy chắc đi làm không kịp. Sếp cạo đầu tôi quá, mà bụng thì đói meo nữa. Hên ghê, có lo gì. Tôi tìm được chỗ bánh mì này gần sếp công ty nên không bị trễ giờ. Mắc dịch ghê. Tự nhiên, trưa nay mấy ông ở công ty đòi ăn đồ Hàn Quốc mà phải rẻ nữa. Thôi kệ, để mở lo gì coi coi. Ý, cơm trộm ở đây đầy nhóc mà rẻ nè. Xem tí nữa quên bữa nay kỷ niệm hai đứa. Mà thằng bộ bánh bèo vô dụng thì không biết chỗ ăn nào hết á. Thôi để mở lo di lên. Miếng sushi vụ chà bá này được à nha. Sao mới ăn với bột xong mà bụng kêu rột rột rồi. Giờ ra đường là bị hãm hại chứ. Thôi xài lo di coi tiệm online nào còn bán lúc này không. Ngon quá, cảm ơn Lozi đã cứu đói cho tôi và đồng bọn nha. Lozi, tìm kiếm địa điểm ăn uống nhanh gấp 7 lần mọi lúc, mọi nơi.